hai chúng cháu vừa cãi nhau và cô ấy muốn chia tay. Cháu buồn quá. Có phải vì mặt cháu đầy mụn không bác? Rất là chia buồn với cháu nhé. Nhưng bác phải nói với cháu rằng là gì? Người yêu của cháu ấy chỉ trung thành với cái trải nghiệm mà do cháu tạo ra thôi. Chứ người yêu của cháu không trung thành với cháu, cháu ạ. Và bản thân cháu cũng như vậy. Nếu người yêu của cháu mà trở nên cũ kỹ, không có sự đổi mới, không hoàn thiện mình hàng ngày, thì cũng đến một lúc cháu cũng sẽ có cảm giác chán nản giống như vậy. Và đấy nó là quy luật của cuộc sống rồi, mình không thể tránh được cháu ạ. Cái trải nghiệm ấy nó quan trọng vô cùng, vì cái đấy nó giúp chúng ta có thể thấy nó mới mẻ hàng ngày và thấy nó có sự gắn kết, giúp chúng ta có thể tìm kiếm những cái niềm vui, cũng như là giúp chúng ta có thể ở bên nhau được lâu hơn. Và cháu hãy thử xét lại xem cái việc mà người yêu của cháu mong muốn chia tay ấy, muốn chia tay với cháu, nó có một phần nào liên quan đến cái vấn đề ngoại hình của cháu hay không. Bởi vì đối với bác thì bác thấy rằng là ngoại hình nó vô cùng quan trọng cháu ạ. Đối với một người đàn ông ấy thì ngoại hình nó cũng là một yếu tố quyết định rất nhiều đến vấn đề là gì, có thể tìm kiếm được hạnh phúc, đó là điều đương nhiên. Đấy, kể cả con gái cũng như vậy, đối với nữ nó lại càng rõ ràng hơn. Và cháu phải nhớ một điều là gì, đối với cả phụ nữ ấy, họ cũng rất quan trọng ngoại hình cháu ạ. Họ cũng muốn đi bên cạnh một người đàn ông mà có khuôn mặt sáng sủa, không có mụn, đúng không ạ? Và tự tin, đấy, giới thiệu với bạn bè cũng phải trầm trồ lên khen ngợi. Bản thân cháu bị mụn trứng cá, nó là điều mà không mong muốn, bác nghĩ là như vậy. Nhưng cháu có thể thay đổi điều đó, bởi vì nó do bản thân cháu quyết định. Bác cũng đã từng nói rồi, ngoại cảnh, đấy, và hành động, nó quyết định cái kết quả, đúng không nhỉ? Cháu có thể lựa chọn là gì? Mình chả điều trị gì cả, kệ nó, và cháu chấp nhận là khuôn mặt của cháu xấu xí như thế. Tuy nhiên bây giờ ấy, cái sự xấu xí ấy, nó cũng là một loại bệnh cháu ạ. Đấy, vì thế nên người ta mới có bệnh viện thẩm mỹ, đúng không ạ? Ví dụ cái răng nó xấu quá, chúng ta cũng cần phải đi niềng lại, chúng ta phải làm lại cho nó đẹp hơn. Hay khuôn mặt chúng ta xấu xí quá thì chúng ta cũng phải làm sao đấy cho nó đẹp hơn, nó tự tin hơn, để chúng ta có thể thành công hơn trong cuộc sống. Trong trường hợp này của cháu, đó là trong chuyện tình yêu. Đấy, thì bác nghĩ rằng là cái trải nghiệm của bạn gái cháu nó đã trở nên cũ kỹ rồi. Và đôi khi có thể cái ngoại hình của cháu nó cũng ảnh hưởng một phần đến cái quyết định là bạn ấy mong muốn chia tay. Vì vậy bác khuyên cháu rằng là gì? Cháu hãy xác định rất là rõ, kể cả cái việc bạn có muốn chia tay hay không có liên quan đến cái việc cháu bị mụn trên mặt hay không đi chăng nữa, thì theo bác cháu cũng nên quan tâm đến bản thân mình, cũng nên đưa ra quyết định sớm, đó là điều trị sớm cháu ạ. Bởi vì việc điều trị muộn nó chẳng khó khăn gì, theo quan điểm của bác là thế. Và cháu hãy nhớ rằng là gì? Bạn gái của cháu nó không trung thành với cháu, đấy là bác khẳng định, mà chỉ trung thành với sự trải nghiệm do chính bản thân cháu tạo ra thôi. Đó, chính vì thế nên là cháu nên thay đổi đi nhé cháu nhé.